Hôm nay trước ban thờ, anh đoàn nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoàn nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới phong ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lan mãi không hề. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lớn mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, kính thưa bà con hai họ, sáng hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta vui mừng đón tiếp đôi bạn trẻ là anh Giuse Đỗ Văn Đoàn và chị Maria Nguyễn Thị Loan đến trước bàn thờ Chúa, đến giữa cộng đoàn chúng ta đây là những người thân yêu, để trân trọng nói lên lời cam kết khi bước vào đời sống hôn nhân. Lời giao ước anh chị sắp nói lên đây kết duyên anh chị trở thành vợ chồng trong một cử hành phụng vụ rất đặc biệt do Chúa Kitô đã thiết lập để thánh hóa đời sống lứa đôi cho anh chị. Đó chính là bí tích hôn phối. Chia sẻ niềm vui trong ngày thành hôn của hai bạn, không gì quý hơn là chúng ta cùng với đôi bạn trẻ này, cùng với những người thân yêu của anh chị đến hiệp dâng thánh lễ, tạ ơn Chúa, đồng thời cầu nguyện cho anh chị lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để rồi anh chị bắt đầu một gia đình trong sự trung thành, cam kết thánh thiêng hôm nay. Trong khi bước vào thánh lễ, xin cộng đoàn chúng ta hãy nổ một tràng tay để chúc mừng anh chị chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Và để giờ đây bước vào thánh lễ, chúng ta hãy dâng anh chị cùng với gia đình trong sự bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, để mãi mãi anh chị trở nên một gia đình hiệp nhất, yêu thương nhau như lòng Chúa muốn. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, dưới thế cho người thiện tâm, ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin tương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đỗ Văn Đoàn và chị Maria Nguyễn Thị Loan, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa phán:
chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và giống mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán họ: hãy sinh đôi lẩy lở thật nhiều, cho đầy mặt đất và giống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả đất là rất tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: thưa anh em hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự lộ mình làm hiến lễ. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thánh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố,
không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh khiết. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly?" Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Kitô, người thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa đối với gia đình hai họ bốn bên. Đặc biệt hơn nữa là đối với anh Giuse Đoàn và Maria Loan. Anh chị đã luôn luôn lắng nghe lời Chúa, thực hiện lời Chúa. Bởi đâu tôi nói vậy? Chúng ta vừa nghe cô dâu đọc bài đọc 1: Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Bởi vì chúng ta biết, khi mà Thiên Chúa tạo dựng Adam, Thiên Chúa thấy ông này ở một mình không tốt, nên phải làm ra một người phụ nữ để trợ tá. Cho nên anh Giuse Đoàn đã thấy ở một mình không hề tốt tí nào, cho nên đã đi tìm một nửa của đời mình thực hiện lời Chúa. Và chị Maria Loan cũng vậy, thấy ở một mình không tốt nên chị đã đi tìm một nửa còn lại của đời mình. Khi đọc đến đây tôi mới nghĩ rằng, thế hóa ra các cha, các thầy, các sơ ở một mình không tốt, không nghe lời Chúa chăng? Không ổn rồi. Thế chúng tôi phải làm gì đây? Anh đã có tình yêu của mình là chị Maria, chị đã có tình yêu của mình là anh Giuse Đoàn. Vậy chúng tôi không có tình yêu,
Thưa không phải vậy. Chúng tôi là những người đi tu có một tình yêu lớn lao hơn rất nhiều, một tình yêu dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô là đấng lang quân của chúng tôi. Trong ngày mà chúng tôi truyền chức sắp mình xuống để lãnh nhận bí tích truyền chức thánh là một ngày chúng tôi đã kết ước cùng với Giêsu. Hôm nay cũng vậy, muôn đời một lần kết ước, mãi mãi vẫn là vậy, không thể có mối dây nào mà gỡ bỏ được. Như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, có mấy người Do Thái muốn thử thách Đức Giêsu mới hỏi: Thầy ơi, có thể được dẫy vợ mình không? Ở đây mà bây giờ nó thật sự một câu bây giờ mà cho luật mà cho là cho phép dẫy vợ thì khối ông khối anh thích, đúng không ạ? Chưa cho mà đã tìm mọi cách để gỡ bỏ. Vừa rồi tòa án hôn phối của giáo phận mới, người làng mình đây thôi, rất bởi vì xã hội thời nay là luôn luôn cả thèm và chóng chán, mơ ước vật lạ, cuồng lạ, cho nên là dễ. Hỏi sao các cụ ngày xưa đến với nhau chẳng internet, chẳng điện thoại. Nhiều khi các cụ ở đây có các cụ kể với tôi là: con lấy nhà con thật sự chưa biết mặt, hôm đem sang chầu rước dâu mới biết mặt cơ. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta là thấy mặt, chưa biết nhau đã thấy mặt nhau rồi. Nhưng mà tình yêu chúng ta dành nhau không còn sâu đậm bởi vì thiếu vắng Đức Giêsu Kitô. Như Đức Kitô yêu thương hội thánh, bài đọc 2 mà chú rể đọc cho chúng ta nghe đấy. Phải có một tình yêu như Đức Giêsu yêu hội thánh như thế nào? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết người nam, bài tin mừng chúng ta vừa nghe, người nam sẽ bỏ lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một xương một thịt. Chúng ta để ý hai động từ trở nên. Không phải hai người lát anh chị bảo em Maria nhận anh làm chồng và sẽ giữ mãi, xong đêm tân hôn cái trở thành một, không có chuyện đấy đâu ạ. Đời sống hôn nhân là một quá trình, hành trình lên một. Muốn được trở thành một hành trình như vậy, chúng ta phải trải qua nhiều đau khổ, nhiều niềm vui, nhiều trắc trở trong cuộc sống lắm. Chứ không phải là cưới về cái thành một được đâu. Muốn thành một xương một thịt thì biết phải loại bỏ những ý riêng, những cái tôi thì mới trở nên một được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt hai bạn trẻ thân mến, hôn nhân hôm nay anh chị đến trước mặt Chúa và cộng đoàn đây quả thực là một hôn nhân được Thiên Chúa xe định cho anh chị. Trong làng biết bao nhiêu người con gái, đi học biết bao nhiêu bạn, vậy mà anh Giuse không tìm được một người nào ngoài chị Maria Loan. Trong thế giới này gần 8 tỷ người mà lại có mỗi chị Loan lọt vào mắt xanh của anh Đoàn. Cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày mà hai giáo xứ khác nhau mà chị Maria Loan lại không có một người nào lọt vào đôi mắt của chị, mà lại là anh Giuse Đoàn. Bởi đâu vậy? Trong khi đó giáo xứ mình, xóm mình bao nhiêu người trong cuộc sống hàng ngày, vậy mà lại là anh Đoàn, không phải là một người khác. Thì chắc hẳn đây là một cuộc xe duyên Chúa đã định cho anh chị. Vậy để trở nên một hoàn hảo như Đức Kitô yêu thương hội thánh, anh chị phải cố gắng phấn đấu, phải trở nên một như Đức Kitô đã nói yêu thương hội thánh thế nào. Chúng ta biết trở nên một là chúng ta phải hy sinh nhiều lắm. Một cuộc hôn nhân là một cuộc hành trình dài. Trong ngày cưới, mỗi người chúng ta thường chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, cầu mong hạnh phúc thì ai mà không thích, ai cũng muốn ấy. Nhưng mà để có được hạnh phúc không dễ chút nào. Bởi hôn nhân không phải là một chuyện một ngày, hai ngày, nhưng là một chuyện cả đời. Đòi hỏi anh chị phải cố gắng rất nhiều, phải biết nhường nhịn, phải biết tha thứ, phải biết nhẫn nhịn nhau thì hôn nhân mới được hoàn hảo. Có một bài hát chúng ta nghe khá phổ biến:
Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết nơi nơi, ta yêu nhau quá tuy hai hóa ra là một. Tình yêu giữa hai người làm sao trở nên một? Hát thì dễ, sống không dễ chút nào. Quả thật, khi hai bạn, anh Du Xê Đoàn và chị Maria Loan bước vào đời sống hôn nhân mới là chỉ khởi điểm thôi. Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng đâu. Không phải đường con theo Chúa lúc nào cũng có nắng xuân trải lụa vàng. Trên đời sống hôn nhân có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Chúng ta phải biết đón nhận những đó. Đồng thời, anh Du Xê phải biết đôi khi phải dẹp bỏ những ý riêng của mình. Đừng buồn, đừng bực bội chị Maria Loan. Nhiều khi để ý những vụn vặt, người nữ là vậy đấy, họ hay để ý những cái chi tiết, đôi khi hay nói dài, hay nói dai. Điều này các ông hay phàn nàn, cứ con về nhà cái bà nói. Cho nên ở trong cái câu chuyện mà ở trên thiên đàng đố, có người phụ nữ ở trên thiên đàng không ạ? Trên thiên đàng có người nữ không? Không. Bởi sao? Trong sách Khải Huyền nói rằng bỗng nhiên cả tầng trời im lặng 30 phút. Các bà không thể nào im lặng 30 phút, cho nên không có người nữ nào trên thiên đàng hết. Đấy là một chuyện vui, nhưng mà một lần nào phản ánh đúng là như vậy. Cho nên anh Jose phải biết thông cảm với chị, đôi khi có tính hay nói chẳng hạn, hay cằn nhằn, người nữ là vậy. Thấy thương chồng, anh sao đi về muộn quá, nhớ lần sau thể thao về sớm em chờ cơm, thì đừng bực bội chị. Đôi khi chị hay dỗi, hay hờn vu vơ, đó là bản tính của người nữ. Còn chị Maria Loan cũng đừng buồn và bực bội, hãy biết nhường nhịn một tí. Đôi khi người nam người hay bừa bộn một tí, ăn mặc hay lếch thếch một tí, thì góp ý nhẹ nhàng, đó là bản tính của người nam. Nếu mà anh lại lúc nào ra đường cũng đầu tóc bóng lộn lên thì chúng ta phải mệt, phải giữ nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà người nam cũng phải biết giữ thể diện cho gia đình nhà mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai cũng có mặt chưa tốt, cần hoàn thiện, cần phải trở nên tốt hơn. Hai bạn, ai cũng vậy là con người, có những điểm khác biệt nhau, mỗi người hãy cố gắng làm thành một điểm chung để trở nên một là vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong gia đình muốn được êm bình, bài đọc 2 mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chú rể vừa đọc rất hay. Vợ phải kính trọng chồng, bởi vì chồng là gì? Chồng là đầu, như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Tuy nhiên, ở đây Thánh Phaolô muốn nói rằng kính trọng, tùng phục trong sự vâng lời. Chứ chúng ta đừng hiểu, người chồng đừng hiểu, đấy nhá, mày ngày hôm nay nhá, cô dâu đọc, chú rể đọc, tao là chồng, tao là đầu, cho nên là tao lúc nào tao phải đè đầu cưỡi cổ. Không phải vậy. Kính trọng khác, chúng ta phải nhớ điều đó, yêu thương và kính trọng nhau. Ngược lại, chồng cũng phải kính trọng vợ, chứ không phải là một bên mà thôi. Chồng cũng phải biết yêu thương vợ, yêu thương lẫn nhau. Có phải Đức Kitô yêu thương Hội Thánh mà yêu thương những người thánh thiện không? Thưa không phải. Ngài yêu thương Hội Thánh, yêu thương người tốt lành thánh thiện, và Ngài cũng yêu thương những tội lỗi, những kẻ lầm lạc. Vậy anh Giuse cũng hãy yêu những khuyết điểm của chị Maria như Đức Kitô yêu Hội Thánh. Chị Maria hãy yêu những khuyết điểm của anh Giuse như Đức Kitô yêu Hội Thánh. Có như thế, anh chị mới được Thiên Chúa chúc lành cho anh chị. Hôm nay anh chị tự do đến đây để trước mặt Thiên Chúa anh chị bước vào đời sống hôn nhân. Chắc chắn trên hành trình cuộc sống này anh chị sẽ gặp không ít nhiều thử thách gian nan, chứ không mãi màu hồng. Nhưng anh chị đừng sợ, vì anh chị ngày buổi đầu tiên đã bước vào đời sống hôn nhân, đã đến với Chúa hôm nay để được Chúa chúc phúc, và tất cả cộng đoàn đang ngồi đây cầu nguyện cho anh chị. Cho nên anh chị hãy yên tâm, có Chúa và cộng đoàn luôn đồng hành với gia đình anh chị trên con đường hôn nhân gia đình. Vậy anh chị hãy sống
như lời Đức Kitô, hãy yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Và để khẳng định được tình yêu anh chị dành cho nhau một cách thực sự và chân thật, giờ đây trước mặt Thiên Chúa và hội thánh, mời anh chị trước sự chứng kiến của cộng đoàn bước ra đây, hãy nói lên lời giao ước của mình trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh Giuse Đỗ Văn Đoàn và chị Maria Nguyễn Thị Loan rất thân mến. Anh chị cùng nhau đến bàn thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thờ tác viên của hội thánh và cộng đoàn đang hiện diện tại đây, Đức Kitô giang rộng bàn tay chúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Đỗ Văn Đoàn và chị Maria Nguyễn Thị Loan, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa con không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa con có. Thưa con có ạ. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con có. Thưa con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương nhau và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Thưa con có. Thưa con có. Bởi vậy, vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh là Giuse Đỗ Văn Đoàn, nhận em Maria Nguyễn Thị Loan làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và trân trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Loan, nhận anh Giuse Đỗ Văn Đoàn làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Maria Nguyễn Thị Loan xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và làm chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Đỗ Văn Đoàn, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, như anh Cha và Con và Thánh Thần. Xong nhá, bây giờ không còn gì để mà hối tiếc. Giờ đây anh chị chính thức bước vào đời sống hôn nhân. Xin chúc giáo xứ, cộng đoàn giáo xứ xin được chúc mừng anh chị và hai bên gia đình. Anh chị giờ đây chính thức chào một gia đình mới, một gia đình hạnh phúc. Chúc anh chị sinh con cái đầy đàn để làm chứng cho Chúa và trở nên những người Kitô hữu như mong Chúa mong muốn. Giờ đây xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh chị. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu trong ý định tạo dựng của người. Thiên Chúa muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia vui với anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin.
vì hội thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng, tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh Giuse Đoàn và chị Maria Loan đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình, một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu. Lạy Thiên Chúa là Cha chí ái, Chúa đã thiết lập đời sống hôn nhân gia đình và chúc lành cho các gia đình. Hôm nay xin Chúa nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ ơn lành xuống cho anh Giuse Đoàn và chị Maria Loan đang hiện diện nơi Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cho đời yêu thương, xin cho đời bao.
nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được như Chúa là cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu sau lễ lập thánh hiền của hôn nhân và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng. Và phải đạo đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối xây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng và không ngừng tôn hô rằng. Nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse, chúng con và toàn thể hội thánh Chúa. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Đoàn và chị Maria Loan mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chữa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cho anh chị. Xin chính Chúa ban ơn phù giúp cho những người Chúa làm nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh, Đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha, và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Loan và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Đoàn. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trời cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Yeah.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình và máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những quyết định Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Cộng đoàn biết ở trong nhà thờ bây giờ là ai đẹp nhất không? Ai ạ? Chắc chắn trong mắt chị Maria Loan, anh Du Xe Đoàn là đẹp nhất. Và trong con mắt của anh Du Xe Đoàn, chị Maria là người đẹp nhất. Điều đó chắc chắn. Hôm nay thấy gương mặt anh chị rất hạnh phúc và là rất đẹp. Vậy anh chị hãy nhớ, ngày hôm nay anh chị đã đến trước bàn thờ Chúa và trước mặt cộng đoàn để xin Chúa chúc lành và cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị. Trong cuộc sống hôn nhân, anh chị đôi khi gặp những điều không vui, những điều chưa hạnh phúc. Hãy nhớ đến ngày hôm nay anh chị đã kết ước nhau, khi bệnh tật cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Hãy yêu thương nhau đến trọn cuộc đời. Một lần nữa xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh chị mãi mãi là một nên một trong tình yêu Đức Kitô. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tìm.
tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.